cái đấy là cái chiêu về sau này tụi anh sẽ nói với em, nhưng mà em bịt vào cho anh đi, bịt vào không em bịt vào cho anh đi, lấy một cân vin bi là con ốc 5 ly á, ốc mà ốc tròn bà ke đó, ốc bà ke rút ra bịt vào cái van vừa lấy là không có được, đúng rồi em bịt vào luôn đấy, nó đừng bị cái van nó ảnh hưởng. Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay là cái hiện tượng mà thì hôm nay là cái ban một cái dòng xe Liberty này, thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho nó hết để anh em về đằng sau có gặp trường hợp này, cái ban này cuối cùng này là chia sẻ dòng Liberty đường sử dụng SM, vẫn là dòng xe full xăng nha. Thì hôm nay là có cái ban nào thì hướng dẫn anh em hết ban đó, vừa lấy là tất cả những cái hệ thống như là trên cơ cấu chấp hành thì đã xong hết rồi, nhưng còn hiện tượng là cái van, cái muỗng này này, cái đèn áp suất dầu ở đây cái xe Liberty. Thì anh em lưu ý cái lọc dầu này nó rất là nguy hiểm, nếu chúng ta sử dụng lâu ngày á, và em đã từng thay một cái van này rồi nhá, một cái lọc dầu này rồi, không đúng của nó có nghĩa là nó nhỏ hơn, thì vừa nãy mình đã thay ở đây. Và hiện nay thì anh em nhìn rõ này, khi chúng ta khởi động lên này, bóp dùng mạnh cái phanh ạ, đây nó sẽ mất hẳn luôn nhá, anh em lưu ý. Chị xin chào chú Hà Dung. Đây là một trường hợp để làm gì, để chia sẻ đến anh em khi chúng ta gặp một sự cố về một cái đèn áp, cái đèn báo áp suất dầu này là anh em phải thay đổi ngay, có nghĩa là một là trong đấy là bơm dầu, hai hoặc là lọc dầu, nhưng mà chúng ta kiểm tra cái dễ dàng nhất trước đó là cái lọc dầu, thay cho nó đúng. Nếu chúng ta thay sai thì cái đèn này nó không có tắt nhá, mà nó sáng nhá. Thì đây là cái lọc dầu, và hôm nay là trong tất cả cái xe thì chúng ta đã thay đây. Kim phun cảm hydroxy thì mình nói tới, nhưng mà mình chỉ nhắc lại đến anh em đó là cái đèn áp suất báo dầu thì chúng ta kiểm tra thì rất là ok. Và em đã nói là cái xe này đã thay rồi, thì mình mà kêu nếu thay rồi thì cũng không để ý là cái này được rồi. Khi lúc mà em tháo ra kiểm tra bộ bơm dầu thì rất là tốt, nhưng mà vấn đề áp suất ở trên cái đèn này không ngắt hẳn, thì mình đã kiểm tra thì đã test cho anh em thấy rồi, có nghĩa là chúng ta cần phải đo giấy vấn đề thông mạch, và chúng ta dùng qua đồng hồ để chúng ta đo thông mạch và dùng đến áp suất hơi, để chúng ta có thể là thổi một lượng hơi nhất định để cái van đấy có thực ngắt được hay không. Thì khi mà chúng ta thổi một lượng hơi nhất định thì đã ngắt. Thì cuối cùng chúng tôi đã kiểm tra thì hỏi em thì kêu là lọc dầu thì mới thay. Đây thì lọc dầu này mới thay thật. Nhưng mà vì sao mà nó bị, có nghĩa là cái lọc dầu này, cái ca này này nó quá nhỏ, nó quá nhỏ, nó không đủ để cái lượng lưu lượng để chúng ta có thể là gì, lọc nhanh được nhá. Thế đâm ra là cũng khó, rất là khó khăn. Rồi xin chào em Công Huy. Ok, và hôm nay thì cái này bây giờ thì rất là ổn định, ok hết nhá. Rồi thì thôi xin chào tất cả anh em. Bây giờ là tất cả thông số là ok hết. Thì đây là chú Thao đó, là cái xe này thì anh em đã bị trường hợp là nó dẫn tới rất là nhiều cái nguyên nhân bệnh, 4-5 cái nguyên nhân cơ, đâm ra cũng không dễ dàng, giờ như chúng ta cần phải sửa chữa ở đây, chúng ta cũng vậy thôi. Ai cũng phải học hỏi, chứ không phải là cứ mình chúng ta là cứ làm nhiều năm là chúng ta có thể kinh nghiệm, có nghĩa chúng ta cần phải gì, cần phải luôn liên tục cố gắng, liên tục chia sẻ thì chúng ta sẽ kiếm ra được tất cả những nguyên nhân ban bệnh trên những dòng xe, đặc biệt là những dòng xe Peugeot hiện nay thì khá nhiều anh em đường gặp trở ngại rất là nhiều. Rồi xin cảm ơn anh em. Thì anh em lưu ý, khi cái lọc dầu này anh em phải thay đúng chủng loại nhá, đủ độ lớn thì nó mới đủ cái lưu lượng dầu để có thể đóng được cái van áp suất nhá. Hôm nay là không thay cái gì, chỉ có cái điều là cái cảm hydroxy này thì đầu tiên nó hư thì mình không nói tới rồi, mình thay đó là điều đương nhiên. Nghẹt kim phun khi chúng ta vào cơ cấu chấp hành để chúng ta vào coi tỷ lệ A trên F trên thiết bị chuẩn đoán Motoken, thì chúng ta đã phân tích thứ nhất là TI thì mở lớn, nhưng mà đặc biệt thì oxy thì còn 19 mV. Chúng ta sẽ kiểm tra vấn đề chuẩn xác nhất đó là kiểm tra tỷ lệ A trên F.
thì lại gì, nhạt hết sức, xe chạy không nổi. Thì chúng ta đã thay xong, và vấn đề đến là cái đèn báo áp dầu. Ở đây thì tuy rằng nó rất đơn giản nhưng mà cũng không phải đơn giản như anh em suy nghĩ. Chúng ta thì nhiều anh em hiện nay cứ tưởng cái này gọi là cảm biến nhá. Còn rất nhiều anh em tưởng cảm biến chứ không phải là, nó không phải là cảm biến, nó chỉ là một cái van thôi, cái van áp suất thôi. Rồi, xin chào anh em. Thì khi chúng ta bật khóa lên này, thì chúng ta khi chưa nổ máy thì van ở đương trong tình trạng là đóng mạch, có nghĩa là nó chỉ là một cái sợi dây mát đưa lên thôi. Khi chúng ta nổ máy thì áp suất bơm dầu á là sẽ làm cho cái cách cái mạch điện ra, và bây giờ sẽ là ok. Em bóp phanh giùm anh cả. Đây, các bạn chỉ cần bấm khởi động này. Khi chúng ta chỉ cần nổ một cái là hết ngay lập tức. Xin chào anh tổ khóa nhá. Xong rồi em ạ. Coi là tất cả cái thông số thì ngon rồi, nhưng mà kiểm tra đúng cái phần van cái muỗng để báo dầu đây, áp suất này. Thì vừa nãy đã phải kiểm tra, thứ nhất là bà kiểm tra bơm dầu. Thì nữa anh em đã phải là kiểm tra bên này. Thì bô bơm dầu thì mình mở ra thì mình kiểm tra, thì em ấy mở ra kiểm tra thì rất là ok. Thì khi xong mình mới kiểm tra lại thêm là gì? Cái lọc dầu. Thì trong cái lọc dầu thì em lại thay mới, nhưng mà lại thay cái loại nó nhỏ hơn. Cái về phần lọc nhỏ hơn, nên là anh em phải lưu ý nhá. Phần lọc nhỏ hơn quá cũng không đủ cái vấn đề lưu lượng dầu đi qua, thì sẽ làm tình trạng gì? Sẽ làm tình trạng không thể đủ áp suất. Khi chúng ta lên nhích nhẹ ga này thì nó sẽ tắt được cái đèn báo dầu bên trên, nó đi đủ áp suất. Nên là anh em cũng phải lưu ý khi chúng ta làm bất kể việc gì cũng vậy thôi. Về những dòng xe công nghệ, tuy rằng là đây là chỉ mới vấn đề là cơ khí, nhưng mà cơ khí chúng ta cũng phải am hiểu đôi chút để chúng ta không bị vặt. Đấy là hôm nay mình cũng chia sẻ, vì bản thân mình cũng làm thợ cơ khí giống như các anh em thôi. Có nghĩa là đợt này thì mình cũng không có làm mấy đâu. Còn chứ nếu mà nói về 7-8 năm về trước thì mình cũng là cũng làm giống như anh em, cũng suốt ngày, nói chung là tay chân dầu nhớt suốt ngày. Thì chỉ có độ một năm nay thì từ khi mở trung tâm thì mình chỉ chủ yếu làm đến vấn đề điện tử. Còn những cái cơ khí thì tất cả các anh em phải làm rồi. Nói chung là mình cũng không có thời gian để làm. Còn nói về cơ khí thì mình cũng thực thụ giống như các anh em, cũng là một người thợ sửa xe máy. Và bản thân của mình cũng trong cái cơ sở mình đang làm đấy cũng vậy thôi, của mình cũng vậy thôi. Mình cũng sắm sửa tất cả những cái công nghệ, không thiếu một cái gì. Nhưng có điều là đến lâu rồi thì anh em lại tưởng mình là chỉ có sửa xe về điện tử, nhưng mà bài mình là một người thợ cũng giống như anh em. Đâm ra là nhiều khi trong khóa học á, mình sẽ hướng dẫn với anh em bằng gì, bằng tất cả những kiến thức gì mình đã có để đưa vào trong cái trung tâm lớp học. Ở đây không phải là vì học không, mà có nghĩa là áp dụng kể cả ngoài đời, ngoài xã hội, công việc hàng ngày. Như là bản thân mình, như anh Tân cũng đương làm thợ, cũng mở cửa hàng như các anh em. Thì đắp đầu chia sẻ đến các anh em, do ở đây là gì? Do chúng ta làm quá nhiều nên chúng ta đã am hiểu, chứ nếu mà chúng ta làm ít thì cũng không hiểu đâu. Ok em ạ. Chút xíu nữa thì em cứ vào cái trang cá nhân của anh thì sẽ có địa chỉ của lớp và chỗ trung tâm, rồi chỗ nhà ở của mình thì có ba cái địa chỉ. Thì em chỉ cần đến đó là em điện thoại cho anh, thì gọi chỗ nào nó cũng chỉ cách nhau 500m thôi. Đây là chỗ trung tâm để mình đương là cửa hàng. Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì chỉ có cách đơn giản đó, nhiều khi đó, một cái đơn giản, nhưng mà nhiều khi anh em thì nghĩ nó là một cái cảm biến, nhưng mà chúng ta chỉ có một đôi chút tư duy thôi. Đôi chút thôi thì chúng ta đã sẽ hiểu được nguyên lý hoạt động của cái van áp suất bơm dầu này. Chúng ta là chỉ có đôi chút thôi là chúng ta đã làm một cách đơn giản, không? Chỉ có cái gì nó tác động đến mà đèn này không tắt hoặc là chớp chớp liên tục thì chúng ta đã thấy là gì? Thứ nhất là cái bơm dầu, cái bộ phận bơm dầu. Thứ hai đó là lọc dầu. Thứ ba là thiếu dầu. Chỉ có thiếu dầu, nghẹt lọc dầu và cái bộ bơm dầu nó không có ổn định, không tốt, thì cái đèn này sẽ đưa liên tục trong tình trạng sáng hoặc là chớp liên tục. Hôm nay là chớp đấy, anh em nhìn thấy rõ. Với mức độ thì mình thì bị vấn đề là em đã kêu là mới thay, đâm ra là mình phải kêu em là mở luôn cái bộ bơm dầu để kiểm tra. Khi mình kiểm tra thì bơm dầu rất là tốt, cực kỳ tốt. Thì mình kiểm tra lốt bên cái lọc dầu thì cái ca lọc dầu của em đã thay bị ngắn hơn bình thường.
có nghĩa là lưu lượng nó không đủ, nó không đủ nha anh em. Thế là nó rất là quan trọng. Nên là các bạn khi rửa sửa chữa những cái dòng xe Bigo đặc biệt thì hiện nay thì anh em phải am hiểu, có nghĩa là nó sẽ dễ gấp là 5-7 lần dòng xe Honda nha anh em. Bigo thì nói thật với anh em thì rất là dễ, khi nhưng mà anh em phải hiểu được, còn anh em không hiểu được thì cũng rất là khó. Nó chỉ khó ở trong những cái vấn đề như bảo mật hoặc những cái vận hành thôi. Rồi thôi, xin chào tất cả anh em. Coi như là hôm nay mình đã gửi qua anh em tất cả những cái bàn về dòng xe Bigo. Mỗi ngày hôm nay thì đều có hết những cái tình trạng, những nguyên nhân ban bệnh thì đã có hết. Thôi xin chào tất cả anh em. Rồi ok, rồi xong đấy em ơi, tính tiền cho chú tao cái cản khí oxy 500.000, lọc dầu mới bù gì nữa à? Rồi ok, trả lại bù đi. Tính tiền cho em cái bộ lọc dầu mấy cái cảm biến oxy. Làm xe này mấy ngày rồi, từ cả làm máy đó. Từ bơm giờ làm bao ngày rồi? 2 ngày. À kim phun cảm biến oxy lọc dầu ở đây anh em ạ. Cũng rất là, không phải ở đây là anh em không phải là người dở, mà có nghĩa là anh em va chạm dòng xe này ít, đâm ra là trong quá trình này anh em làm nó dễ bị nó làm cho mình mất đi cái vấn đề gì, cái tự tin, nên là anh em gặp sửa chữa sẽ bị gặp vấn đề rất là nhiều. Thôi xin chào tất cả anh em. Nếu có mỗi một ngày có những anh em nào đó có thiện chí để gì để cùng tương tác lên trên thì mình sẽ cùng hướng dẫn với anh em và cùng những anh em khác học hỏi những cái ban thực tế, có nghĩa là mình muốn chia sẻ để anh em cùng học hỏi, đó là những cái xe gì đương hư hỏng, đương bị ban thực, để có những anh em nào trong trường hợp để chúng ta gặp những cái dòng xe, đặc biệt là những dòng xe Bigo hiện nay là khá nhiều anh em chưa thể làm gì, do chính bản thân không phải là người ta giỏi, không phải bản thân mình giỏi, mà do gì mình cũng là một người thợ liên tục để mình va chạm những dòng xe Bigo ngày xưa là lấy cỡ tầm độ 4 năm về trước. Ok em về nhá. Ok, như 4 năm về trước á là mình đã từng vặt te thua tơi tả về cái dòng xe Bigo, về kể cả dòng xe Lead, đặc biệt là những dòng xe SCR. Tại sao đến bây giờ mình có thể hỗ trợ anh em một cách đơn giản, có nghĩa là cũng nhờ tất cả anh em trên trang hội để hỗ trợ mình trong những lúc để cùng tương tác với tất cả anh em thì mình sẽ kiếm giải quyết ra được. Có nghĩa ở đây là mình va chạm thì cũng quá nhiều, và đặc biệt là dòng Bigo là 4 năm về trước là mình ăn mới ngủ ở dưới cái xe Bigo, có nghĩa là nó vặt nhiều quá chịu không nổi. Trong cái đấy mình vẫn có những cái thiết bị để hỗ trợ đấy chứ không phải là không. Nên là thôi thì anh em hãy dáng cố gắng khi chúng ta gặp một cái bàn bệnh, nên là chúng ta cần cái sự hỗ trợ ngay, có nghĩa các bạn cứ gọi điện cho mình để cùng chia sẻ, anh em cùng tương tác với nhau. Mình sẽ học ở anh em rất nhiều chứ không phải là không, nên là anh em sẽ lưu ý về chuyện đó. Xin chào tặng tất cả các anh em. Chúc anh em một buổi chiều làm việc luôn luôn thành công, tốt đẹp. Thì hôm nay mình đã trả cho anh em trên cái xe Liberty, hỗ trợ em đó. Đầu tiên thì mang qua thì anh em đã biết cảm biến oxy đã bị hỏng, xe thì tình trạng chết máy đột ngột. Không, thay cho chú mỗi cảm biến oxy thôi, mới cả cảm kim phun. Thì cái đầu tiên thì ra xe dắt ra thì chính bản thân cái cảm biến oxy đã không còn một cái gì nữa rồi, là hư hỏng rồi, thì điều đó là phải thay. Và thứ hai là vấn đề qua bằng thiết bị chuẩn đoán Motoken đã phân tích trên dữ liệu thì xe đường tình trạng tỷ lệ hòa khí nhạt. Rồi và thứ ba nữa là cái van áp suất bơm dầu đường bị tình trạng là báo lỗi. Dạ, và xe đã xong. Thôi xin chào tạm biệt anh em. Có cái van nào mình sẽ chia sẻ tiếp theo cho anh em tới như anh em. Rồi xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.